Ví dụ như trong cuộc đời mình mà có một điều ước đi, mình nghĩ là cái điều ước nó thành sự thật thì bà ước cái gì? Bà ước được khỏe mạnh, đi tới đi lui dễ thôi, dày đài giáo dữ lắm. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn, như chưa lớn bao giờ những ngày thơ. Bị lỗ xương rồi, khóc rồi. Bị em nữa. 2013 đến giờ á, 19 năm, đã mổ rồi, hết nhưng mà có cái khớp chân khớp đầu gối nè, đau lắm. Rồi mình bị về sinh hoạt nó có gì khó khăn không bà? Cũng khó, không có đi được, phải thằng cháu nó phải nó đi học về. Đi nó đẩy xe đó. Có chồng mà không có con. Cái thằng nhỏ đó, tội nghiệp nó chăm sóc từ hồi nó có 13 tuổi, nó nuôi ở bệnh viện á. Là đứa cháu 13 tuổi chăm sóc tới giờ luôn. Con của thằng em Đắng á, thằng uống giờ con thằng em nó nấu quần áo, nó cũng giặt, ta bệnh á, ta đi nuôi, ta thai tới thai lui. Mình không ai thai con đứa đó. Hồi đó má bệnh mình nuôi. Xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sẻ những gì tôi đang mơ ước. Hôm qua đi ra tới cửa buồng, cái người té ở đó rồi cái ngồi đó, bữa nay đau cái xương đó. Mỗi lần đi vô tắm cái khóc, bước xuống xe hoặc lên xe vậy đó. Cái thằng cháu nói, giờ kêu con cũng biết làm sao, tại nó đau quá con ơi đó. Chịu không thương nổi đó, khóc. Khóc thì nó nói vậy đó. Nó nói con có làm gì được đó, nó nói con tiếp cô hai bằng cách vậy thôi. Đỡ lên, đỡ xuống. Thì tụi con đại diện cho cộng đồng DCI Việt Nam á. Tụi con ngày hôm nay hy vọng là gửi lời chúc cho bà để cho bà có nhiều sức khỏe nè. Rồi mình có một cái cuộc sống nó tươi sáng hơn, may mắn hơn. Rồi thì con cũng gửi một phần quà cho bà. Mặc dù cái này số tiền thực sự là đối với hoàn cảnh của mình thì nó không phải là lớn, nhưng mà nó cũng là tấm lòng của cộng đồng DJ Việt Nam tụi con gửi cho bà. Dường như bao cây đắng đang lên quá lâu trên